Xin chào tất cả mọi người đến cái video tiếp theo của Di Còi. Hiện tại thì Di Còi đang có mặt tại tỉnh Sóc Trăng. Phía trước màn nhỏ của cả nhà đây là ngôi chùa Phật Nổi, một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất tại Sóc Trăng. Theo người dân chia sẻ thì nơi đây có một cái tượng Phật nổi từ dưới lòng đất lên và rất là linh thiêng. Khi mà di dời tượng Phật này đến những cái nơi khác á, thì xảy ra rất là nhiều chuyện tâm linh. Sau đó thì người dân lại tiếp tục mang ngôi tượng Phật về cái vị trí cũ mà tượng Phật nổi. Và nơi đây có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh ly kỳ hấp dẫn. Những cái câu chuyện đó như thế nào, bắt nguồn từ đâu thì bây giờ Di xin mời cả nhà cùng Di vào bên trong để tìm hiểu rõ cái câu chuyện. Đây là chú Ba, người trông coi ngôi chùa, sẽ kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện tâm linh về ngôi chùa Phật Nổi này nha. Mời cả nhà xem video. Dạ, con được anh chị bà con cô bác chia sẻ về ngôi chùa của mình ở vùng xa xôi hẻo lánh đó. Trước đó từng có một vị Phật nổi lên ở trong chùa mình đó chú Ba. Dạ, hôm nay con đến đây con ghi hình, con mong rằng chú Ba sẽ chia sẻ cho con những câu chuyện tâm linh rất là thú vị trong ngôi chùa của mình á. Được, được. Dạ. Có gì đâu, tất nhiên là cứ hỏi tôi trả lời, sẵn sàng trả lời. Cái gì mình hiểu biết thì mình nói thẳng ra. Nhưng mà con thấy để là cái tên chùa là Phật Nổi, là ngày xưa là ông Phật Nổi thiệt luôn hả chú Ba? Ông Phật Nổi thiệt, nổi dưới đất lên. Trời. Nổi từ lên một khúc vậy, nổi lên khỏi mặt đất là một khúc vậy. Mà ông Phật có bây giờ còn không chú Ba? Còn, trong cái tưởng nó trong, vô trong nó mới biết, vô trong mới thấy. Vô trong tôi mới kể những cái sự tích này kia là từ đầu tới cuối. Wow. Vậy là tụi con được vui trong ghi hình luôn hả chú Ba? Được vô trong ghi hình luôn. Dạ. Vậy bây giờ chú Ba cho vô. Hai đứa con vô trong ha. Vô. Trời ơi. Em tưởng cái những câu chuyện đó là người ta nằm chiêm bao thôi, chứ không ngờ là nó có thật ở trên đời luôn. Trong con ngôi chùa này được bao nhiêu năm rồi chú Ba? 40 mấy năm rồi. Trên 40 năm rồi. Dạ. Sự tích về ngôi chùa có tên là chùa Phật Nổi là như thế nào thưa chú Ba? Thì theo đúng ra đó, không phải là chùa, nhưng mà này, một cái am nó rộng lớn á, rồi cũng có ông Lục này kia rồi ông Sư rồi nó đến tụng ở đây, rồi người ta mới đặt tên là chùa Phật Nổi thôi, chứ sự thật ra là cái am Phật Nổi. Vì cái ông Phật ông nổi từ dưới đất nổi lên, ông Phật á, một cái ông cụ ở đây đó, ông nằm chiêm bao, ông thấy lợi chỗ này có ông Phật, ông nổi lên. Thành thử ông đi tới đây thì ông thấy ông Phật nổi lên một khúc, khoảng khúc hơn nửa thân người đó. Nhưng mà hai cái bàn chân vẫn còn ở dưới, lún ở dưới đất. Wow. Rồi tới bà con ta xúm lại, ta đào bới lên. Đào bới lên. Nhưng mà ở đây, hồi trước ở đây thì chưa có những cái am này đâu, chưa có gì đâu. Là mồ mả cây cối không à. Mồ mả cây cối không à. Rồi đây mới là tắm rửa này kia, thỉnh đi chùa Chùm Pa. Bởi vì đây không chỗ thờ, phải thỉnh vô chùa Chùm Pa. Khi mà ông Phật Nổi này, ông nổi vô tới chùa Chùm Pa thì chùa Chùm Pa nó xảy ra những cái chuyện không may. Hết chuyện này tới chuyện kia, đến nỗi phải tịch mất hết hai ông Lục. Tịch mất hết hai ông. Thành thử là kỳ lạ, từ ngày mà ông Phật Nổi này vô đây mà trong cái chùa này nó xảy ra những cái chuyện không hay. Thành thử người ta coi thầy nó nói ổng nổi chỗ nào phải thỉnh ổng về thờ ngay chỗ đó. Theo như chú Ba chia sẻ là hiện tại ông Phật Nổi là vẫn còn ở ngay ở đây, còn ở đây, ở đây này, vị trí đây luôn. Bởi vậy là để làm lập để thờ ổng á. Để thờ ổng. Tụi con có thể vào trong ghi hình được, được ta. Vô trong ghi hình đấy rồi. Vô trong phòng đi. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Chú Ba có chia sẻ với con ngày xưa ở đây là một cái nghĩa trang luôn. Nghĩa trang mồ mả cây cối không à, ung tùm không à. Đây là cái gì hả chú Ba ha? Đây là phần mộ hả chú Ba? Ở đây là những cái hồi xưa này không có ấy, người ta cốt á, người dân tộc á, người ta thiêu rồi người ta làm cái ấy chỗ này để xuống ở đây luôn, thờ ở đây luôn. Chứ đây không phải cái phần mộ này nhiều hũ cốt. Nhiều hũ cốt. Con thấy bà con đến đây đông quá chú Ba. Ở đây bên trong này đó, bước vô đây rồi mới biết. Dạ con chào. Dạ, ông chào bà. Đây chỉ có cái đặc biệt nhất là ở chỗ này là những cái đàn cầy rất
là nhiều, những chỗ khác thì chỉ cần 5-30 cây thôi. Nhưng mà cái lý do vì sao có những cây này chúng ta hãy chia sẻ cho tôi biết luôn. Cái này á, là cái phong tục của người dân tộc, phải không? À, cái vào hạ đó. Cái đó. Cái này là tới mùa ta nhập. Tới mùa đó, vào hạ đó. Tới rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 thì nó 3 tháng có nhập hạ con ta. Nhưng mùa hạ vậy không? Dạ. Cái này tất nhiên là gia đình ta có tiền ta đi mua lại ta cúng ở đây đó. Để cái này là thắp sáng cái ông bà vậy. Thắp sáng cái linh hồn ông bà của mình đó. Dạ. Nè. Cả nhà cửa luôn đó, ông bà của mình đó. Rồi vị trí mà ngày xưa ông Phật nổi lên ở đâu? Đây nè, ông ở đây nè, đây nè là ông Phật nổi nè. Đây nè, ông này nè. Ông che dù đó, cái áo ấy đó, cà sa đó. Vị Phật đó mình gọi là Phật gì thưa chú ba? À, Phật này nó chỉ cũng như là theo đúng ra ở ngoài đó. Thờ tất nhiên là Tỳ Thiên với Ngô Ma Dương á. Ở vậy cái Tỳ Thiên thành Phật rồi, Phật tổ cho thành Phật rồi, thành thử người ta mới đặt kia là Phật thôi. Dạ. Yeah. Tại vị Phật đó là Tỳ Thiên hả? À, Tỳ Thiên. Yeah. Tỳ Thiên. Ngày xưa là nổi lên ngay tại vị trí này. Nổi tại chỗ đó luôn, bây giờ mà có xây dựng cái gì nữa cũng chỗ đó là nguyên chỗ đó. Dạ. Chứ không có dời được. Quá trình mà ông cụ mà thấy vị Phật nổi lên đó chú ba, nó xảy ra lâu chưa thưa chú ba? Xảy ra này, đây nè, đây có mình để cái bản lưu niệm nè. Dạ. Tượng Phật nổi nè. 13/3/1924 âm lịch đó. Dạ. Còn vị trí phía bên này con thấy có một vị đang ngồi thuyền á là à, ông này cái hồi mà ổng nổi lên đó. Dạ. Là ổng nhập xác. Ổng nhập xác ông Phật nổi. Nhập xác luôn hả chú? Nhập xác luôn. À, ông nhập xác luôn để ổng coi những cái gia đạo, coi này kia, những cái chuyện gì đó mình muốn coi đó thì ổng trả lời ổng coi. À. Vì quá linh thiêng nên vì vậy mọi người tặng cái tượng Phật như thế này luôn á. Khởi nghiệp ổng quá, ổng tuổi cao rồi, ổng có công xây dựng ở đây, thành thử ổng tịch đi rồi đó. Ông tịch rồi thì tôi mới đặt cái thượng tượng này lại thờ. À. Chú ba ơi, con có thể lại gần chỗ vị Phật nổi để con ghi hình cận được. Đây. Ở đây. Bốn tay. Ngày xưa là cũng tư thế vậy luôn hả chú ba? Tư thế vậy luôn, nổi dưới đất lên. Nổi. Dạ thưa chú ba, cái vị Phật này á, nãy chú ba có chia sẻ với con á, là được gọi là ông Tề đó chú ba. Ông Tề. Dạ. Nhưng mà theo con thấy á, thì cái sắc mặt á, thì không có giống như ông Tề ở trong truyền thuyết á. Nhưng mà lý do vì sao mà chú ba cũng như là những vị ở đây lâu năm ở đây thì biết đây là ông Tề chú ba? Thì khi nhập xác đó thì xưng danh á. Dạ. Xưng danh á. Dạ. À, xưng danh ông Tề. À, xưng danh. Dạ. Tại vì cả nhà cũng đừng có mắng gì, tại vì khi mà đúng lật ra là khi mình nhìn thì đâu có giống là ông Tề đúng không chú ba? Không ai giống ông Tề. Dạ. Nhưng mà khi nhập xác vô sát là xưng danh. Cũng ngay cái vị trí này. Ngay vị trí này là ngày xưa là nổi lên. Nổi cũng, lên. Cũng cùng một kích thước, cùng một kích cỡ vậy luôn. Cũng vậy luôn. Dạ. Thì nếu mà như chú ba chia sẻ ông Tề thì con nghĩ cái phần mà cầm ở trên đây nè, chắc là cái cây thước bản hả chú ba? Cây thước bản á. Dạ. Dạ thưa chú ba, thì ở đây thì là thuộc là địa phận của Sóc Trăng. Sóc Trăng. Dạ. Thì đa số là người dân ở đây đều là đồng bào dân tộc Khmer. Nhưng mà dân tại sao con thấy có thờ những cái vị Phật ấy? Thì ở đây á, tất nhiên là hòa đồng ba dân tộc. Dạ. Người Kinh, người Hoa, người Khmer. Dạ. Đó. Kinh, Hoa, Khmer là ba dân tộc đoàn kết với nhau. Thấy không? Khi nào người ta muốn đến đây người ta giái người Việt thì có gì? Cái người Khmer thì có người Khmer. Dạ. Người Hoa thì có Hoa. Wow. Như là ngôi chùa của mình được gọi là ngôi chùa thôi, nhưng mà thật ra nó không phải là ngôi chùa. Không phải ngôi chùa. Dạ. Theo chú đây, bà chia sẻ thì ngôi chùa thì phải có ông sư. Ông sư. Có chùa thì mình có ông sư trụ trì. Dạ. Theo như ở bên
người dân tộc Kinh thì giống như kiểu như là có đình, có miễu to. Có miễu to. Thì ở đây cũng giống vậy. Cũng giống vậy, nhưng mà ở đây thì nó diện tích nó quá rộng lớn. Dạ. Như đây. Mà ra đây là tôi thấy là những cái 180 mấy cây đàn cầy này đó. Dạ. Nó là biết bao nhiêu người ta lợi, mỗi một cây trên 500 ngàn. Dạ. Đó, mà 180 mấy cây thắp sáng, thắp luôn 3 tháng, 3 ngày, 3 đêm. 3 tháng, ngày đêm luôn, 3 tháng. 3 một tháng cây vậy là thắp 3 tháng. Dạ. Wow. Bây giờ tới ngày rằm, tới 15 tới này nè, tất nhiên là được 1 tháng rồi đó. Dạ. Rằm ngày 15 tháng 6, tháng 6 âm lịch đó. Dạ. Đới ngày là tháng 9, 15 tháng 9 mới hết. Chú bà có thể, con có thể vào để mà con quay cận. Quay cận tề được không chú bà? Dạ. Khá là đặc biệt nha cả nhà. Theo như chú ba chia sẻ, ngày xưa ông Tề nổi lên ở đây á, thì sau đó thì được di dời vào một ngôi chùa. Nhưng mà khi mà di dời vào ngôi chùa đó, thì tại ngôi chùa đó xuất hiện ra nhiều cái hiện tượng lạ. Và cái đặc biệt cái hiện tượng là hai ông Lục mất hả chú ba? À, hai ông Lục. Dạ. Thì từ đó thì người ta mới dời về đây. Dời về đây. Dạ. Nhưng mà dạ, khi mà ông Tề ở đây chú ba, thì có xảy ra những cái hiện tượng gì lạ không chú ba? Không có gì lạ hết á, chỉ có xây dựng một cái chòi lá thôi. Dạ. Xây dựng chòi lá để thờ ông thôi. Nhưng mà có người ta lợi tới mong đây đó là thắp nhang giấy. Dạ. Nhang giấy cho ông trúng số đặc biệt đi. Rồi ông xây dựng cho một cái am như vậy. Dạ. Nghĩa là ông đó là người dân thôi. Người dân nhưng mà người ta lợi người ta thắp nhang, bởi vì nói có linh thiêng thì cho người ta trúng. Dạ. Rồi người ta mới xây dựng, người ta đền ơn, người ta trả ơn, người ta mới cúng. Dạ. Chỉ là cái nơi này là cái nơi mà của cái chú mà trúng số ha. À, cái người ông xây cho. Dạ. Rồi ngoài cái câu chuyện đó thì còn cái câu chuyện gì mà gọi là nổi và có dấu ấn gì đó kịch liệt với chú ba không? Không có cái gì, chỉ nổi lên rồi cứu nhân độ thế này kia đồ để có những cái chuyện gì khó khăn thì là cúng giấy được như ý vậy thôi. Hồi nãy thì con có nghe chú ba chia sẻ về cái câu chuyện là cái vị áo trắng bên kia. Cái ông áo trắng bển đó là ông đó, ông có công xây dựng đây hồi mà ông đây là ông nhập xác. Nhập xác. Là chỉ có một mình ông Tề nhập về hay là có nhiều một người? Mình thôi. Một mình thôi. Dạ. Ông thôi. Rồi khi mà ông Tề nhập về thì nói chuyện sao người dân biết chú ba? Thì nói tiếng dân tộc. Dạ. Nói tiếng dân tộc. Rồi chú ba dịch ra. Tôi dịch ra tiếng gì? Lúc mà chú ba biết cái vị Phật này là ông Tề thì lúc đó chú ba tôi thì như thế nào ha? Thì tôi thì hồi ông nổi đây thì tôi mình đâu có đâu. Dạ. Tới 90 mấy năm rồi, bây giờ là 9 mấy năm rồi, mình mới 80 tuổi, 81 tuổi thôi. Dạ. Thì cái chuyện đó thì mình về trước thì tôi ở trên thành phố. Khi tiếp thu rồi đó, 75 rồi tôi mới trở về quê. Dạ. Trở về đây. Ở về đây. Nghĩa là chú ba đây biết ông Tề đây là được bao nhiêu năm ha? Rồi thì từ tiếp thu tới giờ là tất nhiên là 47 năm rồi. 47 năm. Dạ. Thì chú ba dẫn con tham quan một vòng cái ngôi tự của mình hả chú ba? Dạ. Nếu mình gọi đúng bây giờ mình sẽ gọi là cái gì chú ba? Ngôi tự hay là ngôi đình hay là ngôi chùa hả chú ba? Am Phật Nổi. Am, gọi là cái Am Phật Nổi. Am Phật Nổi. Tại vì con thấy ở ngoài bảng phải là gọi là chùa Phật Nổi. Chùa cũng được mà dạ, cái Am cũng được. Dạ. Dạ. Nếu mà gọi đúng thì gọi là cái Am. Am. Am Phật Nổi. Ừ. Dạ. Theo lý ra thì chùa thì nó không đúng, chùa thì phải có ông Lục. Dạ. Có người tu. Thì nhìn sơ qua thì Di có thấy được một phần cấu trúc của ngôi chùa hồi hình như là đang bị xuống cấp rất là nhiều. Chú ba cho con mạn phép hỏi là khi mà cái ngôi chùa mình xây cất lâu năm như vậy á, thì mình có cái dự định là mình trùng tu hay là như thế nào chưa chú ba? Thì có những bây giờ những cái cột đồ nó nứt nẻ hết rồi. Dạ. Đến là có ý định trùng tu. Nhưng mà ý định trùng tu thì chưa có kinh phí.
Dạ. Đó. Nhưng mà khi mình trùng tu thì cái giấy phép xây dựng hay là mình sửa sang lại nó có khó, cái gì khó khăn không chú Quang? Không, không có gì khó đó. Bởi vì cái địa phương đây người ta biết ở đây lâu rồi, chứ dạ, không phải là mới xây dựng. Dạ. Nhưng mà chỉ cần nếu có kinh phí và có thời gian thì sẽ trùng tu lại. Trùng tu lại. Dạ. Thì chú Quang chia sẻ hiện tại cái nơi mà mình đang đứng ngày xưa, đây là một cái nghĩa trang, nghĩa địa. Nghĩa địa. Đó, sau nhiều năm thì cái phần cốt được lấy đi. Thì khi mà lấy cốt đi hết thì ông Phật mới nổi lên. Không, chưa. Chưa luôn hả chú Quang? Chưa. Khi là nổi lên tất nhiên là mồ mả còn cây cối ôm trùm hết. Dạ. Đó. Ồ. Đi chú ba dẫn con tham quan một vòng phía sau của ngôi em mình hay chú ba ha. Chú ba ở đây là con thấy có gốc cây này gọi là cây bồ đề hả chú ba? Cây bồ đề. Nhưng mà ở đây thì có ông lục tà đúng không chú ba? Ông lục tà đó. Dạ. Ê, cả nhà đây là ông lục tà. Ừ. Con đi nhiều nơi chú ba thì con thấy có nơi thờ ông tà là thờ cục đá. Cái đó cục đá. Dạ, còn đó là ông ta ngoài đồng ruộng. Dạ. Còn ở đây thì tượng. Cái này là gọi là gì chú ba? Tượng của ông tà. Tượng ông tà. Ông tà. Là giống như hai ông cũng giống nhau luôn. Hai hay ông là giống ông này nhau. Là cấp cao hơn. Ông này thì tùy theo, còn cái cục đá đó là cái tượng trưng hồi xưa cục đá ấy thôi. Dạ. Nhưng mà này là cái hình ấy luôn. Dạ. Biên hình. Hồi nãy chú ba có chia sẻ với lại con, có nghe một số anh chị người dân ở đây chia sẻ là nơi đây có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh. Nhiều khi mà mấy cô chú đứng đây thì có thấy những cái vong linh đi qua đây chú ba? Có bên kia chứ không dám vô đây. Là bên đâu chú ba? Ở ngoài vòng ngoài cổng, ngoài vòng xa. Dạ. Chứ không vô đây. Vô đây là cái ông Phật không cho. Nhưng mà những câu chuyện đó là bà con thấy thiệt luôn hả chú ba? Có, thì cái ông đó ông thấy hoài, cái ông ở trần đó. Dạ. Chú bên kia ha. Chú bên kia, ông ở trần nãy tôi chỉ đó. Dạ. Là chú đó, chú thấy làm sao chú ba? Ông thấy thì hai cô gái vậy giỡn nhau đi ở trên nước vậy. Dạ. Rồi ông này ông mới nói, nay nói rồi quay lại hồi mất tiêu. Chú ba dẫn con qua gặp chú đó được không chú ở ba? Đây nè, ông đây nè. Để kêu chú đó chia sẻ. Đây nè. Cô ba ấy, Khen. Dạ, Khen đang chui non tao, chưa ăn tiếp. Con chào chú à. Hơi mọt thì ôi, chai dưới cái mến chứ. Đâm lũa nè. Mình tàu đây. Mình tàu. Phải áo mà, mặc áo rồi ấy đi nói chị. Dạ. Vậy để chú áo kìa, quay phim ôi anh đổi tiếng. Dạ. Chú đi mặc áo hả chú ba? Cho dạ. Mặc áo rồi lấy. Là giờ cho chú này tí sẽ kể con nghe câu chuyện mà mấy cái vong linh hả chú? Những nhiều cái lắm, những cái ấy này người ta không có đi bào thai được. Dạ. Ta trực ở đây. Dạ. Ở đây thì người ta cúng giấy này kia đồ cho thử ở đây không được. Dạ. Có nghĩa là những cái vong linh đó là ngày xưa ở nghĩa trang đây hả chú? Nghĩa trang ở đây luôn. Dạ. Rồi chưa được đi đầu thai. Chưa đi đầu thai, người ta ở đây luôn. Gần trăm năm nay rồi. Trăm năm nay. Gần trăm năm nay rồi, từ ngày ông Phật nổi tới giờ thì ở đây. Dạ. Để dựa vào đây. Dạ. Để dựa ở đây. Bà dạ. Con bá tánh ta cũng kiến này kia rồi đó. Chú có nói tiếng Việt được không chú ba? Nói tiếng Việt được. Dạ. Dạ. Con xưng hô bằng gì ha, để con gắn cái mic. Dạ. Con chào chú. Thì chú cho con gắn cái mic nha. Dạ. Chú giờ con xưng hô với chú thứ mấy chú? Con xin biết con xưng hô á. Thứ ba cũng chú ba luôn. Chú ba, con nghe chú ba bên đây kể là chú ba hay gặp những cái vong linh mà đi qua đi lại luôn hả chú ba? Là đó là có thiệt không chú ba? Thiệt. Là chú ba thấy ngay khúc nào chú ba có thể kể lại cho con biết được chú ba? Vậy đó. Nó đi ba vòng đó. Đi ba vòng. Là đi vòng vòng ở đây hả chú ba? Đi qua bên kia cái gần cái chè đó đó. Nó không dám vô này. Dạ, chỉ là đi vòng ngoài thôi. Đi vòng không ngoài. Dám đi vô. Ba người, hai người. Hai người. Nên bà không? Hai người đàn bà. Người ta mặc đồ gì chú ba có thấy không? Áo trắng rồi. Dạ. Non lá lên đó. Trời ơi. Non lá. Thì ghê vậy chú ba? Đâu đi ngoài vòng ở đây hả chú ba? Đi vòng vòng phải lúc trước chưa đổ đất. Dạ. Chưa cần lội nước á. Dạ.
Chú Ba thì con thấy ngoài phía sau có một cái gốc đa gì chú Ba, hay là cây da chú Ba? Gốc đa. Cái đó là ngoài đó là để làm gì ngoài đó chú Ba? Hai cây đó. Hai cây đó làm. Nó lên hai cây đó luôn đó. Dạ. Ý là ở trong ngoài đó có, mình có thờ cúng gì không chú Ba? Không có thờ. Dạ. Cho mình thờ mấy người đó nó chật sao nó đi cúng cho người ta ăn đó. Dạ. Mà con nghe hồi nãy chú Ba kia kể á, là ngoài đó là linh lắm, có nhiều lần mà chú Ba thấy cục lửa luôn. Là thiệt luôn hả chú Ba? Có. Nó từ lúc trước nó đi theo đoạn dốc kia đó. Dạ. Đoạn hát dốc kia á. Dạ. Nó đi theo nó. Là cục lửa là nó bay hay sao chú Ba? Bay hai cục nó bay qua nó. Ồ, chú Ba có thể dẫn con đi ra ngoài đó được không? Ừ, đi được. Đi chú Ba, hai chú cháu mình đi. Nghe chú Ba kể mà mình rất là tò mò cả nha. Hồi nãy chú Ba kia á, thì chú Ba kia có kể con á, là chú Ba kia không có dám đi ra ngoài đây. Chỉ có một mình chú Ba này là đi ra thôi. Thế mình ở đây mình ơn nó quen á. Dạ. Nó quen nó biết mình á. À nó biết. Hả? Người ta biết nên người ta không có phá hay sao chú Ba? Nó biết mình, nó không có làm gì mình hết. Dạ. Thì mấy người đó mới lâu lại lận nó không thích á. Nhưng mà không thích thì họ sẽ làm gì chú Ba biết không? Làm cho nó bệnh hoạn gì đó. Dạ. Cho nó đợi ăn sao, ăn cung gà, cung vịt gì đó. Dạ. Vậy đó. Giống như giờ hai chú cháu mình đi ra ngoài đó thì con có cần phải xin, con phải xin phép hay gì chú Ba? Chú Ba xin phép giúp con luôn nha. Dạ cả nhà. Thì nghe chú Ba nói là phải có duyên thì mới đi ra đây được. Rồi là chú Ba đi ra đây là chú Ba thấy cục lửa luôn hả? Mấy cục lửa bay bên đó hai lửa, hai cục lửa đỏ vàng. Dạ. Cục lửa đỏ, cục lửa vàng. Nó đi nên nó đi theo đoạn hát chỗ kia đó. Dạ. Ủa cái nhà này là nhà gì chú Ba? Nên đây cầu tiếu. À nhà toilet á. À toilet. Ừ. Đây là khu nhà vệ sinh nha cả nhà. Hả? Nhà vệ sinh. Ừ. Nhà vệ sinh ấy. Dạ. Là chú Ba gặp ngoài đây luôn ha. Ừ. Wow. Ôi ra, đi ra đây cái người mình nó nặng ghê chú Ba. Hả? Đi ra đây cái cơ thể mình nó nặng đó chú Ba. Ừ. Cây này là cây gì chú Ba? Nó cây sắn vậy đó. Nếu này cây sắn nữa. Dạ. Cây sắn. Ở đây thì hơi nắng ở nhà, thì lúc đó là ngay chỗ cái đó là cái đường rảnh đi ra rồi, nên là mình không có đi ra được hả chú Ba ha? Ừ. Chú Ba con đi, để con xem thử coi. Ô, cái gì kêu? Ừ, con chim. Con chim nó kêu. Dạ. Cái cây này lâu năm chưa hả chú Ba ha? Vậy đó, lâu lắm rồi. Dạ. Ôi, con thấy có mấy con sóc nữa kìa. Ừ, con sóc. Khi mình bước ở đây thì mình cảm giác cái người mình giống như nó nặng á chú Ba. Nặng ha. Mình lâu mình lận nó. Dạ. Thế mình xin phép người ta đó. Dạ. Mình xin phép đừng có cho nó làm gì hết, mình có làm chuyện đó. Dạ, xin phép giờ mình xin sao chú Ba? Xin ông bà ở đây cho mình ghi hình một xíu ha. Dạ. Cái sẵn thì lâu năm rồi. Dạ. Cười nó. Nghe thì cái công việc của chú Ba là chú Ba làm gì ở cái am này chú Ba? Am Phật Nổi nè. Phật Nổi nè, đi mặn cỏ. Dạ, mặn cỏ. Làm quả đó. Làm công quả ha. Làm công quả, dạ. Nhổ cỏ, làm nhổ cỏ ba cây này nữa chứ. Rồi tối rồi chú Ba ngủ ở đây luôn. Ngủ này luôn. Dạ. Ngủ giữa này luôn. Hai chú cháu mình đi lại chỗ trống trống kia rằng mình nói chuyện đi chú Ba ha. Tại con thấy ở đây nó hơi nắng. Với lại ở đây thì mình sẽ không quay được cái gốc cây này, mình không biết gọi là cây gì, giống như là chú Ba nói là cây sắn. Cây xanh. Cây xanh, cây xanh. Ừ. Cả nhà rất là to. Ừ. Và cái điều đặc biệt là khi mình bước ở đây á, cái cảm giác mình nó nặng người dữ lắm. Ừ. Nó nặng chịu không nổi luôn. cái đầu nó ê ẩm luôn. Ừ. Linh dữ lắm. Linh lắm hả chú Ba? Linh lắm. Dạ. Cái câu chuyện mà linh thiêng ở đây là như thế nào chú Ba có thể kể con nghe được không chú Ba? Linh lắm thì mấy người đó đi hát kia sau mình đi có chuyện gì đó, nó
hai người đó nó đi tiếp đỡ, đi mấy người đó bên lộn bên lão làm sao đó. Dạ. Con má này nó đi tiếp á, đừng cho nó bên lộn bên gì đó. Con ma đi bên lộn luôn? Không, không có, nó đi nói người ta, cho người ta thương mến mình đó, không có. À, không con có, hiểu không. Rồi. Nghĩa là những người mà làm ở đây mà có hay đi ra ngoài mà cãi vã thì hai cái hồn ma nó sẽ đi theo để mà hòa giải. Hòa giải, đừng cho nó... Đừng cho quýnh lộn quýnh lạo nữa. Dạ. Còn cái cục lửa mà bữa chú ba thấy là cục lửa màu đỏ hả chú ba? Màu đỏ, nó bay ngày đó Sóc Trăng luôn á. Mày đoạn giúp kê nó đi học ở Sóc Trăng đó. Dạ. Trong tỉnh rồi lúc trước mấy người đó bơi đua đó. Nó đi phủ, nó đi dạ. Dạ. Là chú ba thấy nó bay luôn. Nó bay thần ngày đó luôn. Dạ. Ngày Sóc Trăng đó. Lúc đó là ban ngày hay ban đêm chú ba? Ban đêm á. Ban đêm ha. Cờ 6 giờ đó. Rồi coi. 6 giờ nó thấy bay à. Lúc đó chú ba sợ luôn. Không sợ luôn hả? Không sợ. Rồi coi. Thế mình ở này quán nó bay lâu quấy rồi dọn nó bay. Nó bay mất tiêu luôn. Rồi con nghe là con nổi hết da gà đó. Hồi nãy chú ba trong kia, chú ba kể con á, là chú ba trong kia là không dám bước ở đây luôn. Vợ ổng ở nhà ổng bên đây nữa. Dạ, ổng không dám bước ở đây, sợ. Chỉ có một mình giờ chú ba này là mình ở đây hoài á. Ở đây quen mới dám bước ra thôi. Đó. Hai ông chú ba luôn. Là mình xưng hô hơi khó nghe xíu nên là cả nhà thông cảm. Chú ba đây thì sống ở đây lâu năm rồi. Nên là những 5, cái năm dạ, những cái chiêu vị ở đây, những cái vong linh đây là biết chú ba sống đây nên là không có phá hay là không có gì hết. Nó có quậy quặng dạ. Mình hết. Chỉ là chú ba gặp những cái vong linh nó thường xuyên thôi. Nó bay hoài đó. Bay hoài luôn. Trời ơi. Chú ba tối chú ba ngủ thì có khi nào họ gõ cửa không? Ngủ trong đó đó. À, có khi nào những họ cái vong linh nó gõ cửa mình không? Không. Không có gõ cửa ha. Không dám vô, không dám vô cái em ha. Không. Chỉ đi vòng ở ngoài giống như khu đất vậy thôi. Đi vòng đi gai này nữa. Đi qua đi lại vậy đó. Chú ba đi lại vậy thôi. Ừ. Cái lúc trước mình chưa đổ đất á, nó còn lội nước á. Dạ. Rồi coi chú ba kể mà nghe nổi da gà chú ba. Hả? Nó lội nước á. Mà nhiều người thấy không chú ba? Hả? Có nhiều người thấy không hay là chỉ có một mình chú ba thấy thôi? Mình thấy mình ơn. Không thấy mình ơn. Ừ. Mấy người đó không có ngủ này cho thấy nữa, bà không có ai dám ngủ. Không ai dám ngủ hết? Không có ai dám ngủ. Vì ngủ này nó thấy à, không có dám ngủ. À, có nghĩa là đã có từng những cô chú đây có ngủ lại rồi và đã từng thấy rồi. Rồi riết sợ không dám ngủ nữa. Riêng chỉ một mình chú ba là chú ba dám ngủ ở lại thôi. Mấy ông già lúc trước ông giữ này nó ông không dám ngủ đâu, ông chỉ dắt chữ ông về nhà ông. Dạ. Dắt sáng ông qua. Dạ. Dắt chữ ông về. Dạ. Ông dám ngủ. Không dám ngủ. Ừ, không dám ngủ. Mà riêng cái cây này. Cây xanh đó. Cây xanh này là rất là linh thiêng. Linh. Dạ. Thì ngoài cái câu chuyện mà cây xanh linh thiêng cùng với hai cái vong linh của hai người phụ nữ thì cây xanh này nó còn cái câu chuyện nào linh thiêng nữa không chú ba? Có câu chuyện như thế nào chú ba có thể kể con nghe được không? Linh thiêng nó là nó đi mấy người đó nó không dám qua này đó, qua này nó đòi ăn á, cho nó ăn vịt ăn gì mình cúng cho nó ăn đó. Trời coi. Ừ, là mấy người đó không dám ở bên này, không dám lại gần đó. Là những người mà ta đang ngự trên cái cây này, người ta đòi ăn vịt. Ăn vịt đó, vịt luộc đó. Trời coi. Vịt luộc à, 2 kg mấy ạ. Nhưng mà họ nói trong giấc mơ của mình hay là mình gặp ở ngoài luôn? Nó nằm, mình ngủ nằm trên bao đó, nó dạ. Đòi ăn đó. Đòi ăn? Ừ, nó đòi ăn. À, người ta kêu sao chú ạ? Nó kêu mình là tôi thèm quá, lại làm cho tôi ăn được. Tôi đòi quá. Trời coi. nó đứng nằm đứng trên đầu mình đó. Dạ. Mình nằm nó lại trên, nó nói gì đó, nó nói tôi đòi quá tôi cũng dịch cho tôi ăn nè. Ghê chú bà. Ừ. Mấy người đó lại cúng dịch nó, mấy người đó nó lầm nó bệnh hoạn gì đó. Dạ. Nhức giỏi nhất cúng dịch mà là cúng dịch
dịch chín hay là dịch sống? Dịch chín hay như luộc rồi đó. À luộc rồi. Dạ. Luộc cho nó chín rồi mình lại để cúng đó, đó cúng ngay đó. Dạ. Cúng ở chỗ cái gốc thôi chú Bằng. Chỗ cái gốc đó. Dạ. Cũng mình làm cái mắm nữa. Dạ. Thôi hai chú cháu mình vô đi chú ba. Nghe chú ba kể còn nổi da gà luôn á. Hiện tại bây giờ là cũng gần 5-6 giờ chiều rồi cả nhà, nhưng mà cái không khí ở quê hương Sóc Trăng á nó rất là mát. Và khi mà chú ba kể mình cái câu chuyện này nữa, mình nghe mình nổi hết chỗ cục luôn. Thật sự là rất là ghê rợn và khá là lạ và rất là tâm linh. Mình thì mình rất là thích những cái nghe những câu chuyện cũng như là sưu tầm những câu chuyện tâm linh của cô chú lớn tuổi để mà mình lưu lại. Và hôm nay mình có duyên mình gặp được chú ba, một cái người sống ở cái ngôi am gọi là chùa. Mấy hai lần ha. Dạ, am Phật Nổi. Am Phật Nổi. Là chú ba có biết được cái câu chuyện cái ông Phật Nổi không chú ba? Biết luôn hả? Dạ. Đó cả nhà, một cái câu chuyện có thật. Ông Phật nổi từ dưới đất nổi lên. Đó, giống như nãy mình đã quay cho cả nhà xem á. Khá là hay. Thì chú ba, còn ngay đây con thấy có một cái chỗ có gốc cây bồ đề này là có ông Tà hả chú ba? Ông Tà đó. Ông Lục Tà. Dạ. Giờ chú ba sẽ dẫn mình qua ông Lục Tà đi. Chú ba dẫn con qua ông Lục Tà xíu được chú ba? Lục Tà. Dạ. Đây cả nhà, đây là ông Lục Tà nè. Dạ. Ông Tà lắm. Ông Lục Tà. À, ở đây mình nhận thấy có một cái viên đá. Ở đây thì mình có cái ngày gọi là cái ngày cúng hay là cái ngày gì của ngôi am mình không chú anh? Cũng chiếc cây đó. Dạ. Cũng cây. Cây. Nhưng mà mình có cái ngày cố định không, hay là mình mua giống như một cái ngày lễ chú ba? Ngày lễ của ngôi am mình thường thường nó sẽ rơi vào những cái ngày nào? Ngày nào mình cũng được hết. Ngày nào cũng được hết. Dạ. Khá đặc biệt cả nhà. Bên trong thì ngoài tượng Phật nổi ra thì mình còn thấy một cái vị mặc áo màu trắng. Theo chú ba kia kể là cái vị đó là người đã xây lên cái ngôi am này. Dạ. Đến thời điểm hiện tại luôn. Hiện tại nón, đây đội cái nón thấy ghê lắm. Dạ. Cái nón trắng thấy ghê lắm. Con nào thấy cái nón trắng rồi đội chú ba? Cái nón lá mình đó. Dạ. Đội cái nón lá. Ai đội chú ba? Quỷ đó. Ai? Hai quỷ đó. À, hai cái người phụ nữ mà đi ha. Đội nón lá mình tưởng ai lại giăng lưới. Rồi coi. Mình tưởng ai lại giăng lưới mình. Nó đi lội nước chưa đổ đất. Dạ. Lội nước. Tụm gì đó mình ơi. Hay mình nó lội hai lần rồi ba lần mình lấy nàng bên chạy gật thơ đó. Dạ. Yeah. Gật thơ đi coi nó đi vô trong nó mất tiêu luôn. Dạ. Yeah. Ôi mấy người sợ nó không dám đi gật thơ đâu. Nó chạy không kịp nữa. Dạ. Yeah. Nó sợ mà. Nghe ghê quá ta. Rồi dạ. Dạ chắc cũng chiều rồi, con thấy là bên trong thì đang tổ chức cúng cho cái tháng gọi là tháng nhập hạ đúng không chú ba? Nhập hạ. Dạ. Đó, thì chắc mình cũng xin dừng cái video tại đây. Nếu mà cô chú yêu thương cũng như là muốn đóng góp để trùng tu lại ngôi chùa thì có thể là bình luận dưới phần video ha. Đây gọi là ngôi chùa, đây gọi là ngôi chùa Phật Nổi cả nhà. Phật Nổi. Dạ. Mà theo chú ba chia sẻ nó nếu mà gọi đúng hơn là phải gọi là am Phật Nổi. Tại vì không có ông sư tu ở đây. Không có sư. Dạ. Chỉ là cho con những người dân những đến đây để phụ giúp thôi. Dạ. Thì con cũng xin cảm ơn chú ba rất là nhiều đó, hôm nay đã chia sẻ cho con cái câu chuyện khá là hay. Cũng như là sự tích cũng như là cái truyền thuyết về ông Phật Nổi. Con chúc chú ba thật là nhiều sức khỏe nha chú ba nha. Cảm ơn.